cho các bạn rất là nhiều ngày trôi qua là mình không có quay video tại vì ngày mình đi làm thì phải đi công đi đâu để Một thời gian dài vừa rồi chị không có ra video nào hết bởi vì chị bận quá nhiều việc. Vừa rồi chị có công chuyến công tác tại Lào, chị đã mua rất là nhiều đồ ăn vặt cho Bo luôn. Và hôm nay tại đây và ở Việt Nam sẽ không có đâu. Có, nhưng cái này không có. Cái này là cái xịn lắc mà nó siêu dài. Siêu dài luôn, rất là dài luôn. Đồ ăn rồi nó không có dài. Đây là một bento mua tại Thái Lan nè. Ở Việt Nam có bán luôn. Nhưng mà nó không có hình này. Đây. Có cũng có hình này, cũng có những cái nhà phân phối nó có, nhưng mà cái này là mua tại Thái Lan, cái này cũng vậy, mua tại Thái Lan, cái này cũng có nha, cái này là pizza, có những cái món rất là lạ. Còn đây là cái kẹo hamburger rất là ngon. Thêm đây kẹo nữa nè, có cái kẹo này nó rất là ghê. Cái này là cái hàm răng, là cái hàm răng của macaron. Cái này thì chị chưa thử. Cái này mình nữa mình mặc thử là bên. Cái này là mô hình của bánh pizza. Rất là ngon. Đây cái này Việt Nam cũng có này nha. Cái này là cái bánh snack mà của quả bắp. Bắp bên đó màu tím dịu luôn. Đây, cho nên làm thịt snack thành nó đen xì xì luôn. Ở Việt Nam sẽ không có đâu nhá. Ở Việt Nam thì là các bạn không biết các bạn không biết. Con rắn siêu dài. Đúng rồi. Còn đây là Haribo Coca. Bây giờ mình sẽ thử cái món nào ăn trước đi. Món pizza. Pizza. Pizza, mẹ cũng có một cái pizza. Cái này mẹ chưa có ăn thử. Ở bên đó mẹ chỉ ăn một bento thôi, một bento ngon. Ở đây cũng có nhưng mà nó khác hơn. Cái bệnh pizza đây. Cái bệnh nó khác hơn. Cái hình pizza con hình gì vậy? Đứa đẹp, đẹp hơn. Ủa cái này hình đó nắp bếp vậy? Để lâu quá mà. Cái này nó bị nắp bếp à. Giờ chúng ta sẽ ăn nó. Thơm quá vậy? Thơm quá. Chịu dễ mà. Chịu dễ hơn pizza thôi. Ngon quá. Nó có bột vệ pizza không? Nó là kiểu dẻo, hình pizza. Rồi, cái hành răng này cũng là kiểu dẻo, hình pizza luôn. Cái này là hình hamburger 4 tập. Thử không? Hình hamburger 4 tập coi. Ngon lắm hả? Nhưng mà con cũng ăn nó Việt Nam chứ. May quá, nó có một khai ly đi. Không có làm mình dơ nhỉ, hay quá đẹp lắm. Ừ. Có làm một cái ly nè, rất là đàng hoàng luôn. Ừ. Mình cầm cũng ngon lắm á, ăn cái ly đi mà. Mình gỡ ra mới ăn ngon. Ừ. Gỡ ra từng cái hả? Đúng rồi, ngon. À, đây nè, gỡ ra từng viên như vậy. Đó, ngon quá, ăn đây ngon. Ngon lắm. Ừ, ăn hết luôn hả? Ừ. Ăn. Ừ. Rất là ngon. Dẻo mà thơm á, thơm một cái cây. Là ngon. Để coi cái vị này bị gì. Màu kem là vị sữa. Chua chua ngọt ngọt. Cái này là có hai màu. Còn lá với màu dâu. Màu dâu. Ừ, đúng rồi. Màu dâu. Còn màu lá là gì? Đâu có màu lá đâu. À, màu bơ. Ngon. Rất là ngon. Bởi vì con thích ăn kẹo dẻo. Nên mình thích ăn cái này đây. Tại cái này là mẹ rất là thái nè. Mẹ mua liều luôn nè. Tại thấy cái bánh xì lách đen xì mà không biết ăn như thế nào nữa. Mẹ chưa ăn luôn. Này là mẹ mua xong rồi mẹ đem về cho con luôn đó. Ăn đồ à. Ngon. Ngon. Hình tam giác đen xì luôn. Giống khoai tây chiêu quá à. Ngon. Giống như là
ngon bằng khoai tây chiên. Không khoai tây chiên ngon lắm. Nãy giờ phải ăn 2 bò. Rất là thơm một bát, nhưng mà vẫn thích khoai tây chiên hơn. 2 bò khoai. Mua hai con cái thích ăn cái dễ mà. Cái này là gì nè, giống mà bắp rang bơ quá. Ăn này đi. Đây có hình, lại có con thỏ nè. Con thỏ đang ăn. Cái này hả? Cũng được, ăn cái này trước, tính ăn con thỏ sau đi. Cái này một loại giống như là mực bento nhưng mà nó là một loại cá. Cái này chắc là Thái có đúng không? Cái này là mình mua ở Thái nè. À. Rất là dài. Cái này là siêu dài luôn. Cái này chị Sâm Tơ mua nè. Dạ, mua dài. Siêu dài luôn. Thơm. Mùi cá. Thơm mùi cá. À. Thơm chứ không phải là thơm đâu. Ngon. Cái này ăn nó không có cay giống như mực bento. Ngon lắm. Ngon lắm. Ăn chứ chưa thôi. Nhắm mắt đây. Thì ngon thì cũng được. Này nó rất là dài. Ồ, dài. Thôi bỏ vô, bỏ vô. Cái này đi vô. Dài lắm. Này là khi mà mình ăn thì mình sẽ lấy từng sợi ra. Ăn chứ ăn không hết đâu. Thì ăn người ta tới rồi luôn mà. Đúng rồi. Ăn người ta tới rồi. Ăn người coi phim gì đó. Mày sao mà uống nước gì đó hả? Đã lắm. Uống Coca-Cola. Ừ, đã lắm. Ăn ngon quá rồi. Thử cái cây bên tôi không? À. Nhưng mà có cái cây thì dài nè, cây này là lạ luôn nè. Nó vừa dài mà nó vừa to. Ủa, rất là to. Không, không phải, nó là một vị sầu riêng á. Sầu riêng. Đâu đồ nào nướng cơm. Thích cái này nè. Cái này là cái gì á? Kẹo dẻo. Chị nghĩ là kẹo dẻo nữa. Kẹo dẻo nữa là bạch lắm á. Còn bên này mà còn nhiều bạch chưa khô lắm á. Còn ghéo rồi, biết ngay rồi. Không phải. Còn cái gì vậy? Ủa gì vậy? À, cái này là một loại trái cây sấy khô, giống như nho khô vậy thôi à. Hồi nữa ngoài thấy nó có đỏ đỏ rồi nha, rồi tưởng là cũng kẹo trái cây hay là gì. Thực tế là nho khô, đúng không? Lăng biển, nghe không? Ngon. Nước ngon. Cái gì cũng ngon. Nè, nè cái này sao ngon đây nè. Nè cái này nha. Này con chưa ăn thử hả? Ăn rồi đó con, có đường hay cái gì? Ngon quá. Ăn nó cay. Những bạch trong biển này rất là dễ ăn. Bò hay mua những cái bạch trong biển nhỏ 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 gì nè. Nhỏ hơn bạch này hơi bự. Là đem lên trường là chiên vô ăn bò bạch trong trường. Ngon quá. Cái này ngon. Cái này ngon lắm nè. Cái này đem lên trường á. Là đã. Bởi vì cái bạch trong biển này ăn được gia vị rồi. Nó được chiên lên rồi, gia vị rồi, chắc nó ngon. Chị đi qua Lào có một kỷ niệm rất là vui. Đó là chị leo núi và đang leo núi nửa chừng thì bị đứt dép. Hiện tại là chị đang ở giữa núi, nhưng mà dép bị đứt rồi, cho nên phải xuống thôi. Đứt dép cho nên không có leo lên được tới đỉnh mà phải tụt xuống thôi. Mà tụt xuống sợ ghê lắm. Đường trơn trượt, mưa, gió, ghê lắm. Nói chung là rất là ghê. Và xuống được tới nơi là cảm thấy rất là vui mừng vì mình đã xuống được tới đích. Bây giờ Bo sẽ thử tiếp cái này. Hay quá. Bây giờ hiện tại phải là phần bento này, khu bento này luôn nha. Có là những người khác thôi. Ở mệt chưa? À, mực bento này nó đã sắp sợi rồi. Thay vì thường vị giống như cái mực bento này. Cái này nó đã sắp sợi rồi nè. Thôi ngon. Chưa ăn đã lắm rồi. Ngon. Ngon quá. Có một điều mà Bo rất là dễ thương, đó là mẹ mua cái gì Bo cũng kêu ngon hết. Ăn cái đã. Chừng dở thì nhả sau. Bo rất là yêu mẹ đúng không? Không biết. Yêu mẹ không? Không biết. Có.
Cái gì vậy? Ủa nó cái gì không ngồi mà nó không biết á. Dễ thương quá. Cô thử này đi, xong rồi mình chơi cái đó. Xong rồi mình vừa xui cái con thỏ trắng kia. Rất tiếc hôm nay là không có bi. Bi về rồi. Bi đi về rồi. Bi đi học. Bi đi về đi học. Sắp lên học. Sắp vào lớp rồi. Ra trường trường rồi. Này giống như xì nách. Đúng rồi. Giống như cái giống như là bắp rang. Nhưng mà ăn là rất là ngon nè. Nó ngon hơn là bánh tù đi nè. Ngon hơn là xì nách nè. Xì nách mà các loại mà dòng tròn tròn đó. Ngon hơn xì nách khoai khoai lang. Không, xì nách gì ta. Xì nách bí đỏ ngon hơn nha, cái này rất là ngon. Hơi cay cay một chút xíu. Ừ, cái này rất là ngon, giòn á. Ăn này ít nhát hơn nè. Của này không? Còn 3 món nữa chưa vui, ăn kinh khủng quá. Bà cần thủng nó đi. Ui, cái này đã bị niêm phong rồi. Đã bị niêm phong, mình phải tháo niêm phong ra thôi. Cái bánh này ở bên trong. À, hiểu rồi nha. Cái này là mực nè, mực miếng nè. Nó xong nó cán lại mỏng nè, xong rồi nó cuộn lại nè, nó đem nó chiên lên nè, nó giống như là một bực bento. Bento thì là vỉ nè, từng lát mỏng nè, cái này là nguyên con, nó cán nè. Giòn, thay vì mực bento là nó dai, còn cái này là giòn. Ít cay hơn mực bento hả con? Ngon. Ồ đúng rồi, giống như là bắp rang bơ thôi mọi người. Thơm bơ. Bắp rang bơ vậy? Bắp rang bơ với sô-cô-la. Ngon lắm, ngon bắp rang bơ bình thường nha. Nó cảm ơn là có sô-cô-la nè. Mỗi cái ăn có một ít hà mà nó no muốn chết luôn. Không biết hiện tại thì đồ chơi đã tới đâu rồi. Bữa giờ chị về chị cũng chưa có đi ngắm nghía cái đồ chơi ở tại Mai Kim Đông luôn. Các em hãy comment bên dưới cho chị là đồ chơi nó tới đâu rồi nha, để cho chị tham khảo với nha. Cảm ơn các em nha. Và video của chị đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã đón xem nha. Nếu thích các em hãy cho chị một like, đồng thời để share và đăng ký kênh nha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Bye bye.